Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị, các bác anh chị. Trong một video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, cũng là một ngày lễ, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thì hôm nay em cũng như thường lệ, em lại tiếp tục làm video, xin gửi tất cả các bác anh chị. Hôm nay em đăng 3 chiếc quạt bàn. Đấy. Một là chiếc Fuji, hai là một chiếc Mitsubishi. Và ba là cũng là một chiếc Mitsubishi bầu buông kem đồng cánh đục. Đấy. Thì sau đây em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm một. Em thứ nhất là một chiếc Fuji. Em này có sải cánh 30. Lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng sơn. Đấy. Em này thì chế độ của nó thì nó cũng không có gì nhiều. Có mỗi 4 phím 3 chế độ gió thôi. Túp đang rút. Không có hẹn giờ bác nhé. Đấy, hôm nay vẫn còn nguyên điện 110. Đấy. Hôm nay em đã vệ sinh sạch sẽ, rất sạch sẽ luôn. Đấy. Nước sơn còn rất là bóng. Có một vài điểm xước xác nho nhỏ, còn đâu ra con này rất ok. Đấy, cánh nành các bác nhé. Dòng này dòng Fuji, gọi là Fuji cánh ngược đấy các bạn. Đây em nội vệ sinh vẫn chưa sạch đi. Này cha giàu em cha nhiều quá nó chảy lên. Cha giàu mỡ chạy im ro luôn. Đấy, sơn xước thì có một vài chỗ cầm tay thì nó cũng hơi xước nhỏ nhỏ thôi, còn bao nhiêu này? Rất ok. Bầu sắt các bác nhé. Sắt hết này. Con này mặc là dùng một chiếc quạt bàn nhưng mà nó cũng rất là nặng. Đấy, dây dợ vẫn còn nguyên zin luôn này. Đấy, em soi đằng sau cho các bác xem. Sơn rất còn bóng. Lúc đầu em nhìn qua em cứ tưởng là đã sơn rồi nhưng mà chưa phải, dòng này chưa sơn lại các bác ạ. Đấy, nồng đẹp luôn này. Nồng đẹp, cánh đẹp, thân đế đẹp. Cánh chóp đẹp luôn. Chóp sáng bóng. Thì em test cho nào nó luôn. Số 3 thì là số nhỏ các bác nhé. Số 3 là gió bé. Đấy. Số 1, 1 là gió to này. Mọi chức năng em bao hoạt động bình thường, cánh cổ bao lành. Điện 100V. Mọi hình thức vẫn còn tương đối. Fuji sải cánh 30, Fuji bàn toàn thân gang sắt trừ cánh, điện 100V. Đấy, hình thức còn tương đối. Và giá em bán là 4 triệu 7 đi bác nhé. 4 triệu 7. 4 triệu 7 cho một chiếc quạt Fuji. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng thêm 150. Đấy. Còn bác nào chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship.
Em nhận ship toàn quốc, gần thì em chuyển ô tô, xa thì em chuyển qua đường bưu điện. Vậy em xin phép được chuyển cho em quà thứ hai, một chiếc quạt Mitsubishi. Em này nó có sải cánh 25, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng vanh si, toàn thân găng sắt, sắt hết rồi nhé. Sắt hết này. Con này còn rất mới này. Con này gần như em về nhà em không cần phải vệ sinh, tháo ra tra dầu mỡ thì dầu mỡ của nó bên trong của nó vẫn còn rất là nhiều đấy, là em lại cũng lại lắp vào đấy. Tháo ra lắp vào thì không phải tra nữa vì của nó dầu của nó vẫn còn rất ok, mỡ bò vẫn còn vàng chóe. Cánh cổ em bao này đấy, logo rất đẹp các bác này đấy, chóp sáng này, còn nguyên cả cái viền vàng bên trong này. Đấy, chữ logo Mitsubishi nhìn rất nổi luôn. Đấy. Không biết là các bác nhìn nào, chứ nhìn ở ngoài thì như là nó đẹp hơn ở bên trong điện thoại. Lồng còn tương đối. Mặt dưới của em đây, duy nhất có một vết xước đây nhé các bác nhé. Chắc do vận chuyển này. Vết xước nho nhỏ đấy nhé. Nó tí tẹo teo luôn. Còn em này không có một điểm trừ luôn. Em này thì có 4 phím và 3 chế độ gió, tum năng cáp, góc chỉnh 90. Đấy. Ngay cả cái phần mạ trên nhôm này, nếu mà như chiếc quạt cũ là nó sẽ bị sùi hoặc xước. Nhưng em này thì rất ok luôn, rất đẹp. Mọi thứ hoạt động rất ok. Điện 100V, dây dọ vẫn còn nguyên zin luôn các bác nhé. Dây vẫn còn nguyên zin luôn, dây à, dây còn có số đấy con này. Để em xem một số này, năm nay năm bao nhiêu. Không nhìn thấy số đâu. Con này lại không ghi năm, nó có số đấy nhưng mà không có, không ghi năm sản xuất. Thì sau đây em test chức năng nó luôn nhé. Em bật số 1 và đồng thời bật túp năng góc chỉnh 90. Em này nó chỉ duy nhất một góc chỉnh là 90 đấy các bạn. Ok luôn, chạy im thít luôn. Em chuyển số 3. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bạn, mạnh êm, hình thức còn rất đẹp. Mặc dù em nó sải cánh 25 ấy, nhưng mà em nó gió rất êm và dòng mít thì cực êm rồi, gió rất mạnh luôn. Cái này bác cho phòng ngủ và những người già ngủ thì đúng là yên tâm. Cái này bác bày phòng khách cũng đẹp. Mà ưu tiên cho các bác là phòng khách bé thì mình phải làm cho cái đề co cái quạt nó cũng bé bé đi, chứ bây giờ mà cái phòng khách mà bé bác cho cái quạt to vào đấy nó rất là trông nó không cân đối. Đấy. Em này bày phòng khách cũng đẹp luôn. Phòng ngủ thì đặc biệt cho những người già thì rất yên tâm. Những người già bây giờ ngủ rất khó ngủ. Đấy mà đã ngủ rồi xong là dậy là rất khó ngủ lại. Mình mua một cái quạt yên tĩnh ngủ, nó vừa mát vừa đảm bảo sức khỏe và vừa
rất đẹp luôn, nó cũng là bảy nữa thẻ đấy. Và hôm nay em bán chiếc này với này cái giá là cũng 2,7 triệu đi các bác nhé, 2,7 triệu, 2,7 triệu nhé các bác nhé, báo giá luôn công khai như các bác. Ngày nãy bán 2,7 triệu đi. Đấy, mọi chức năng em bao hoạt động bình thường này, cánh cổ em bao nành nhé, zin nguyên bản luôn đấy, không còn về không phải, các bác không phải tra dầu mỡ nữa, em tra hết kiểm tra kỹ rồi, rất ok. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ ba, một chiếc quạt Mitsubishi. Em này có sải cánh 30, lồng trước lồng sau đều lồng sơn, bầu bom tem đồng, cánh đục, công tắc con ve. Em này còn nguyên zin, zin nguyên bản luôn. Đấy, tem đồng các bác này. Đấy, công tắc con ba, à con ve ba số nhá. Dòng này nó có hai đời. Một đời hai số, một đời ba số. Đấy, dây dợ rất ok luôn. Tất cả combo màu xanh. Cánh ngọc, chóp ngọc. Ngoài điểm trừ của thời gian là bị xước sắc một vài chỗ, còn em này thì cũng ở đây có một cái ấy nữa, nó cái dòng cánh ngọc này, dòng cánh ngọc này thì đa số nó bây giờ là nó bị nứt ở chóp, chóp nó trong chóp bác nhé, cánh không bị sao nhé, đây trong chóp này. Đấy thì mọi cái quạt cánh chóp ngọc thì thường thường hay bị nứt trong, hầu như con nào về bị nứt ít, hiếm khi con nào không nứt lắm. Đấy, con này cũng tình trạng như thế. Đấy, em cũng xử lý rồi. Đấy, hình thức bên ngoài thì nó vẫn thế thôi. Đấy. Nó không ảnh hưởng gì các bác nhé, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của gió cả. Đấy. Nếu nứt ở ngoài cái thì nó ngại đấy, chứ còn nứt ở bên, nứt ở bên trong, nứt ốc này. Đây em xoay cho các bác xem, đây, nứt ốc nhé. Đây nó không phải nứt cánh mà là nứt ốc. Nói chung là không ảnh hưởng gì, nhưng mà việc em bán hàng thì em bắt buộc em phải báo những cái lỗi như thế, bác nào chấp nhận được thì các bác mua về các bác dùng. Còn bác nào mà ví dụ bác thợ nào mà có cánh mua về các bác thay vào các bác bán cũng rất ok. Chứ giờ như bọn em mà đi bán xong đi mua một cái cánh mới về nắp vào đây bán nó ngược giá, các bác không, nó không chịu được. Tức là tình trạng là nứt, nứt ốc cánh nhé. Bầu vuông trăm đồng cánh đục, công tắc con ve ba số, điện nguyên zin 100V, mọi combo đủ màu. Em bao rồi em nguyên zin luôn nhé các bác nhé. Đấy, em đã báo cánh bị nứt ốc rồi nhé. Đấy, và giá em bán hôm nay em bán này với giá là 2,6 triệu nhé các bác nhé. Em test chức năng nó luôn, mọi chức năng em bao hoạt động bình thường, gió rất to rất mạnh, không nắc tí nào luôn, rất êm. Số 3 này nó như bão luôn. Em chuyển sang đầu số 2 này, số 1 này, à số cũng số ngược quá nhá, số 3 là số bé đấy, số 3 này. Em bật tổng năng. Đây. Trước mặt này em nó có hai cái vết xước nhỏ nhỏ này. Xước sơn. Mình không bàn cái vấn đề xước sơn, mình chỉ còn bao mình bàn cái vấn đề là nó còn zin nguyên bản. Đấy. Chứ còn nếu mà một chiếc quạt gần trăm năm mà bây giờ mà nó không xước sát gì thì cũng phải đặt ra một câu hỏi nè, làm sao nó lại đẹp thế. Đấy, mọi hình thức em bao hoạt động bình thường,
ngoài một hai vết xước ra và cánh nứt óc ra con này thì quá ok luôn. Bác nào về các bác để dùng không sao cả, nó thật sự các bác là như thế. Thì bọn em bán quạt bọn em biết rồi, không sao cả. Có điều bây giờ bọn em mua một cái cánh mới về để bán, cánh nành ý, bán nó ngược giá lắm. Bây giờ cánh ngọc này bây giờ mua ít nhất cũng phải 2 triệu hoặc là 1 triệu 7 triệu 8. Bây giờ bán ở đây cộng với quạt này thì quạt lên cao quá mà cánh lại thừa. Thôi thì cứ bán cho các bác tiêu dùng, các bác dùng thì cũng thuận cho cả đôi bên. Bây giờ mua cái cánh còn tầm 1,5 triệu đi, cộng với chiếc quạt này nữa, bây giờ thành ra bán 4 triệu chiếc quạt này thì, hoặc là bán hơn 4 triệu nó hơi cao giá, các bác khó tiếp cận. Một chiếc quạt Mitsubishi sải cánh 30, bầu voam tem đồng cánh đục, mọi thứ còn nguyên zin, màu sơn rất đẹp đấy. Ngoài nứt óc cánh ra và còn hai vết xước nho nhỏ ở trước mặt thì em này còn không có một cái điểm gì để trừ luôn đấy. Nếu mà một chiếc quạt tầm khoảng 70-80 năm mà nó còn như này thì phải nói nó cũng là một cái rất ok đấy. Vì em bán quạt em biết rồi, rất là nhiều cái quạt nó xấu vô bờ bến, nhưng chiếc quạt này thì nó rất ok. Mình phải soi cái thâm niên, cái niên đại của nó, chứ còn nếu mà mình soi chiếc quạt đẹp nhưng mà nó lại mới sản xuất thì mình không so sánh được. Mình phải là ví dụ cũng một chiếc quạt 70-80 năm so với nhau cơ, thì cái này em thấy rất ok. Và em xin phép được bán giá em này với là 2,5 triệu bác nhé, 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu, 2,7 triệu, 4,7 triệu. Thế cho nó để bán. Mình ngoài ra em còn rất nhiều những cái sản phẩm quạt khác, thì hôm nay em chỉ đăng 3 chiếc này và báo giá cụ thể. Bác nào có nhu cầu chiếc quạt nào thì các bác liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại cộng số Zalo là 0969 135 686. Số này là số duy nhất chốt đơn của em các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì chỉ sợ là có cái nào nó như ở Facebook mấy hôm nay có rất nhiều người ta còn lợi dụng uy tín của mình, người ta bán, nên là các bác cứ phải đúng số điện thoại, đúng địa chỉ thì các bác nhập hàng nhé. Đấy, em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Đấy, bác nào mà gần thì các bác ghé qua cửa hàng, bác nào ở xa thì các bác sẽ kết bạn về Zalo với em, xong em chụp ảnh chi tiết và báo giá công khai cho bác. Thì một lần nữa thì em xin phép được chúc tất cả các bác, các cô chú, anh chị có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì video hôm nay em xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Bác nào xem kênh mà chưa đăng ký thì cho em xin một nút đăng ký và ấn một nút phía chuông ở phía trái màn hình. Đấy, các bác mỗi lần em phát video các bác nhận được cái video của em luôn, để các bác đỡ phải mất công tìm kiếm. Thì video buổi sáng ngày hôm nay em xin phép tạm dừng đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị.